cái miếng keo để nó cố định đồ mới thôi. Trong thì nó sẽ có là những cái ngăn ngăn nè, để anh em có thể mình để mấy cái đầu vít vô đây ha. Hello, xin chào anh em. Hôm trước mình lướt trên Lazada, thấy coi cái máy dẫn vít này nè, nhìn thấy cũng nhỏ gọn mà giá cũng rẻ nữa. Thì sẵn mua về xài rồi quay clip chia sẻ anh em tham khảo chơi cho vui ha. Dạ, con máy này thì nó có thương hiệu là Fleet and Decker. Đây, anh em nhìn thấy nó có tem chống hàng giả nè. Cái hộp đóng gói nhìn cũng rất là đẹp luôn ha. Đây, bên hông nè, cái vít của mình. Cái này thì anh em có thể mua về mình kiểu như sửa đồ chơi cho mấy đứa nhỏ, có thể bắt màn bắt kệ nè, mình sửa chữa điện tử, sửa chữa ghế giường được đó. Làm việc gia đình cũng rất là ok luôn ha. Này nó là phiếu bảo hành kia, mình mua là hàng chính hãng á, bây giờ mình sẽ được bảo hành là 1 năm anh em. Đây nó có một cái tờ giấy nè, hướng dẫn để đăng ký bảo hành anh em ơi. Kích hoạt thì mình gửi tin nhắn nè, cái này là soạn theo cú pháp tin nhắn ở đây. Mã cào thì nó nằm ở trên đây nè anh em, cào nè, cái này là tem chống hàng giả nè ha. Đó, soạn tin nhắn là DAC rồi mã cào gạ cộng số sagi gửi tới 6088. Mình mua hàng mới chứ là mình được bảo hành chính hãng mà, bây giờ mình sẽ cào luôn ha. Đó. Này thì y chang với mấy con máy quá anh em, cũng cào giống hệt vậy đó, để mình kích hoạt bảo hành. Đây nó sẽ có một cái dãy số nè. Rồi giờ ở đây mình nhập đủ thông tin anh em. Cái cách mình soạn tin là mình ghi là DAC rồi cái khoảng cách, rồi mình nhập cái mã số mà bên nãy mình cào. Đây nè, cái mã số mà nãy mình cào số đuôi là 42737. Đây 42737 nè ha. Xong cái nhấn cái A cộng làm theo cái cú pháp luôn. Nó chỉ là nhấn A cộng rồi kèm theo cái số series của máy rồi gửi 6088 nè. Cái số series của máy thì anh em lấy ở trong cái phiếu bảo hành ha. Đây nè, phiếu bảo hành được cái số nè, 018005. Đây 018005 này ha. Rồi mình cứ nhấn gửi cho 6088. Sau khi gửi xong để chút xíu thì bên hãng người ta gửi cái thông báo nè. Stanley Fleet and Decker cảm ơn quý khách đã mua hàng. Sản phẩm đã được kích hoạt dịch vụ bảo hành thành công. Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ cái số điện thoại đây nè để được hỗ trợ. Là ok, con máy của mình nó đã được kích hoạt bảo hành là 1 năm anh em. Dạ đây, cái hộp máy của mình nè. Đóng gói cũng khá kỹ ha. Đây, con máy của mình. Trên đây nó có sách hướng dẫn ha, và tặng kèm cho mình là một cái cục sạc. Thì input của nó là từ 100 tới 240V, tần số 50-60Hz, 0.1A, và output của nó là 15V, 0.15A ha anh em. Và con máy của mình ở đây, thương hiệu của nó là Fleet and Decker. Cái này thì hình như nó dập chìm vô luôn nè, nhìn rất là đẹp luôn. Này nó ghi là Rotobit gì nè, đó, chắc là cái tên của con máy ha. Rotobit ở đây, có một cái tem thông số. Cái mã của nó là CS36BS, pin là 3.6V. Cái tốc độ vòng quay của nó là 180 vòng trên phút ha. Ngoại hình thì con máy nó phối màu cực kỳ đẹp luôn. Phần màu cam này đó là nhựa cứng. Còn nguyên một cái dãy màu đen này nè thì nó sẽ là cao su ha. Đây là cái núm đảo chiều nè, rồi công tắc cò bóp. Đang bóp cò thì trên đây nó sẽ hiện đèn nè. Thì anh em làm môi trường thiếu sáng hoặc làm việc ban đêm, cái đèn nó hỗ trợ thì mình xử lý công việc nó cũng rất là hiệu quả luôn ha. Đây nó có một cái lỗ lõm nè, bên trong thì nó sẽ có một cục hít. Khi mà anh em làm việc trên cao đó, mang dít dư này nè, anh em có thể mình để lên đây để mình rảnh tay mình làm việc thì nó cũng rất là tiện lợi luôn ha. Rồi thì mình vũ thôi. Nó hít cực kỳ chắc luôn ha. Rồi cái phần đuôi máy mình thấy nó có cái hộp gì nè, để mình mở nó ra xem. Cái này mình rút ra được nè anh em. EZ2 dít dẹp nè anh em. Rồi dít bông sao nữa nè. Đó, hình như mình có thể mình lột ra nè anh em. Cái miếng keo để nó cố định đồ mới thôi. Trong thì nó sẽ có là những cái ngăn ngăn nè, để anh em có thể mình để mấy cái đầu vít vô đây ha. Gỡ ra rồi gắn vô mình thấy cũng đơn giản thôi nè. Cái đầu của nó tặng kèm là BH1 nè. Rồi cái này BH2. Đó, đầu vít dẹp nè. Rồi vít dẹp nhỏ nè. Rồi cái này nó là T10 nè anh em. T20 BZ2 nè. Và ở đây nó có thêm đầu lục giác là H4 luôn ha. Tổng cộng thì hãng tặng kèm cho mình là 8 cái đầu ha anh em. Đây để mình lắp vô lại cho anh em xem nha. Mở cái nắp này ra nè. Rồi cứ nhét vô. Khá hay ha. Anh em nhìn thấy lắp gáp y như là gà đạn luôn ha. Anh em thích cái đầu nào đó mình cứ lấy ra. Đậy lại. Rồi mình lắp ở trên đây và mình sử dụng thôi. Trên cái thân máy ngay chỗ cụm đầu này thì người ta cũng thiết kế cho mình một cái cao su này. Khi mà anh em làm việc thì nó có bị va chạm, có cao su nó bảo vệ cho cái thân máy thì chống va đập cũng rất là tốt luôn ha. Ở nhà anh em chế cháo những cái đồ điện tử hoặc là đồ dùng gia đình rồi đó, sử dụng những cái vít ba ke bằng tay gì nè. Chung thì ít anh em xài thì nó cũng ok, nhưng mà xài nhiều như kiểu ở đây nó tới mấy chục con ốc vậy nè, dặn từ chút vậy nè thì nó cũng mỗi tay mình thấy nó cũng khá là mất nhiều thời gian luôn. Thì bữa nay mình mua được con máy rồi, mình sẽ test thử xem luôn ha. Trong đây thì nó sẽ có rất là nhiều đầu vít nè, anh em mình có thể lựa chọn ha. Mình nghĩ chắc là BH1 nha đấy. Đây lấy thử BH1 coi, gắn vô coi sao. Anh em nhìn thấy máy móc thì nó mở ra cũng rất là nhàn luôn ha, mà nhiều cái vậy nè, anh em làm thì nó cũng khá là nhanh nha. Ở dưới đây cũng vậy nè, anh em cũng có thể mở ra luôn. Quá đơn giản anh em ơi, vô mình cứ đảo chiều lại thôi.
Xài xong thì anh em có thể mình cất vô để mình bảo quản nha. Đó, trong đây thì nó có rất là nhiều đầu luôn nè. Kiểu như đây nó có đầu T10 nè anh em. Để mình mở mấy cái máy khoan á, bắt vô test thử luôn nha. Đó, mở ra nè. Đây con máy khoan Inco của mình, nó sử dụng đầu lục giác. Vậy chặn thử nha. Anh em nhìn thấy nó mở cũng rất là ngon lành luôn ha. Cái đầu này nó sử dụng cái chuẩn 6.35. Ở nhà anh em có sẵn những cái mũi vít hoặc là mũi khoan mà nó sử dụng cái đầu lục giác này nè, mình có thể mình tận dụng, mình lắp vô con máy này mình xài cũng ok luôn ha. Mũi khoan lớn của Makita nè, anh em xỏ vô mình xài thì nó cũng ngon lành luôn ha. Đây mình đang có một cái cục gỗ nè, giờ mình test thử xem coi cái máy bắn vít này nó có khoan được không nha anh em. Độ vòng quay 180 thì nó hơi chậm chút xíu, nhưng mà anh em nhìn thấy cái lỗ khoan của nó nè, mũi 8 ly mà nó khoan cũng rất là ngọt luôn ha. Qua bài test mình thấy con máy này cũng khá mạnh và xử lý công việc cũng rất hiệu quả. Thì bây giờ mình sẽ khui toàn bộ con máy này ra để xem thử cấu tạo bên trong của nó như thế nào anh em. Rồi, và đây là cấu tạo bên trong của con máy của mình ha. Nhựa của nó làm cũng rất là chắc chắn luôn nè, xương sẩu luôn nè. Cái nhựa này thì nó sử dụng là cái nhựa chịu lực cao anh em. Bên dưới đây có chỗ ghim sạc nè. Rồi cái bản mạch của con máy, cái mối hàng sơ pin của nó nè, mối hàng rất là đẹp và nó cũng khá là ngấu luôn ha. Pin của mình thì nó có bọc một cái lớp cách nhiệt nè, anh em có thể mình gỡ nó ra luôn ha. Thông số của pin của mình đó là INEG18650500mAh 3.7V. Và pin này thì nó có thương hiệu là TB ha anh em. Cái hộp để nó chứa mấy cái vít nè, ở ngoài thì hình như nó được làm bằng nhựa trong hay là mica gì đó. Rất là dày dặn luôn ha, mở nó ra luôn. Ở đây thì nó liên kết với nhau bằng socket anh em. Động cơ của nó ghi là 041630. Những cái thông số thì người ta không có in, nhưng mà người ta sẽ khắc chìm lên đây luôn ha. Thương hiệu LED nè, motor nè. Ở đây 380S 33139. Và cái motor này thì nó sử dụng nguồn pin là 3.6V luôn ha. Vỏ bên ngoài thì rất bóng nè, và anh em nhìn kỹ bên trong á thì dây đồng nó quấn cũng rất là nhiều luôn ha. Ở đây hộp số của con máy, mặc dù nó làm nhựa nhưng mà mình thấy cũng rất là chắc ha. Cái cốt bên trong cũng khá bự nè. Khi mà anh em mở bên trong đó thì mình thấy nó sẽ có ba cái bánh răng, không biết nhà thiết kế người ta thiết kế như sao mà ngoài nó được làm bằng nhựa nhưng mà khi mình mở bên trong á thì nó sẽ được làm bằng thép ha. Mình đã test và khui toàn bộ con máy này rồi ha. Thì anh em có nhu cầu mua sản phẩm này, mình sẽ để đường link dưới phần mô tả, anh em cứ nhấp vào đó để tham khảo. Thì anh em thấy video hữu ích thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình ha. Anh em nào chưa đăng ký kênh, nhấn nút đăng ký bên đây, nhấn nút cái chuông, khi nào có video mới anh em mình cùng vô luôn ha. Rồi các anh em đã xem video, chúc anh em một ngày mới nhé. Bye bye.